Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng, khi đi đàn các con đừng mang theo gì cả, chớ mang gậy hay bị bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rao giảng các làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, tôi nhớ khoảng năm 98 khi tôi ở bên Ấn Độ và khi học cái ngành Public Health, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì trường đại học y dược của bên đó mỗi ngày mang tôi trên xe đưa chúng tôi sinh viên ngành y đó đi đến các cái làng người, xong rồi thả mình ở đó để mình vào đó chỉ có tờ giấy cái viết thôi, rồi và đồ y tế để mình khảo sát bệnh, khám bệnh cho người ta, rồi một số thuốc thiết yếu để mình cho người ta trong cái làng nghèo. Và nhiều khi người trong làng đó, người ta cho mình cái chỗ ở, ví dụ như cái nhà của người ta chỉ là cái nhà tranh thôi, bên này là giường của người ta ở, bên kia là con bò người ta nuôi, và người ta nhường cho mình cái giường nằm bên cạnh cái chuồng bò, người ta ra ngoài để mình có chỗ ngủ. Và người ta cho ăn gì ăn cái đó, và thường cái đồ người ta cho ăn là cái đồ cà ri đó anh chị em, rồi không thể dễ mà ăn được. Rồi sau đó là mình phải ra mình chờ xe trường tới rước về buổi chiều, chờ xe trường tới rước về, hay ngày hôm sau mình đi rảo hết cái làng đó. Và cái bài tin mừng làm cho tôi nghĩ đến cái kinh nghiệm đó. Nó không dễ để bước vào một nơi mà mình xa lạ, người lạ với mình, và mình gợi ý với người ta để cho mình thăm khám bệnh cho họ, để dò hỏi, để giúp cho họ, và rồi mình phải chấp nhận tất cả những gì người ta cho mình, chấp nhận những gì người ta cho mình. Nhưng cái bài học đó cũng làm cho tôi hiểu được rằng Chúa muốn người đi theo Chúa phải tự do. Nhiều khi mình đến với người khác không bằng cái sự tự do, mà mình đến vì cái lợi ích. Nó khác nhau. Khi tôi đến vì nhu cầu của tôi thì tôi sẽ hút người đó cho đảm bảo cái nhu cầu của tôi. Tôi đến để những ai đáp ứng lại nhu cầu của tôi thì tôi ở lại. Những ai không đáp ứng nhu cầu của tôi thì tôi không có đến với người đó. Tôi không ở lại với người đó. Tôi chỉ làm bạn với ai mà tôi có thể lợi dụng được. Còn khi mà người ta không có gì để cho tôi nữa thì tôi quay lưng với họ. Và đó là một người mà đến với người khác không có sự tự do. Mình đến vì một cái gì đó ràng buộc phía sau mình. Nhưng là người môn đệ của Chúa, mình không phải đến để người ta thỏa mãn cái gì cho mình, mà đến để rao giảng, để chia sẻ. Nên mình phải tự do rất nhiều. Nhưng một trong những cái tự do khó nhất mà chúng ta không nhận ra là tự do khỏi cái tôi của mình. Khi người ta không đón nhận mình, khi người ta quay lưng lại với mình, khi ta chê bai mình, hay khi người ta chống đối mình có còn sẵn sàng để hiện diện ở nơi đó một cách vô vị lợi hay không? Mấy ngày nay anh em chúng tôi là những người mà đã lớn lên ở Đà Lạt đó anh chị em, là con cái giáo xứ Chính Tòa trong cái thời năm 80 đó, rất là buồn vì cha cố Matthew Đinh Viết Hoàng, ngài là cha phó nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt nhiều năm, và chúng tôi lớn lên trong vòng tay giáo dục của ngài. Và ngày xưa khi ngài thấy thời đó ai cũng nghèo anh chị em, rồi ngài thấy người ta không có tiền mua thuốc hay là để mà đi bốc thuốc, nó mắc tiền quá, ngài học về thuốc nam.
Và Ngài, đa số anh em chúng tôi và đa số những người giáo dân ở đó, tất cả đều đã được Ngài cho thuốc, khám bệnh, cho thuốc uống. Và có lẽ tấm gương của Ngài cũng là ảnh hưởng đến tôi trong cái lựa chọn đi theo ngành y. Nhưng mà cái điều đặc biệt là tôi nhớ đến là nhiều khi hồi xưa mình nghèo lắm, mình lên giáo xứ chánh tòa để mình sinh hoạt, rồi mình giúp đỡ, mình phụ các cha làm vườn, nhổ cỏ, quét dọn nhà thờ, chỉ mong được ổ bánh mì thôi, rồi cha cho coi phim, tôi nhớ như vậy. Nên sinh hoạt ở đó, gắn bó ở đó, rồi được học hành ở đó. Rồi khi lớn lên, cha phó, cha Matthew, Ngài đã từng nói với tôi, Ngài kêu tôi vào, và Ngài nói: con mà phá như vậy, con mà phá như vậy, con nghịch ngợm như vậy, con đi tu không được đâu. Lúc đó mình chưa có muốn đi tu, mà Ngài đã nói như vậy rồi, con phá như vậy con không đi tu được đâu. Giống như Ngài đã có một cái tầm nhìn cho mình từ sớm, và Ngài nhắc nhở anh em chúng tôi dựa trên cái tầm nhìn của Ngài. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là tôi học được nơi Ngài cái tinh thần tự do. Tự do để đến với người khác, tự do để đến với con dân của Chúa, đến với người giáo dân, và tự do bước đi, ra đi. Lần cuối cùng tôi gặp Ngài là ở bệnh viện Tâm Anh. Trong lúc đó Ngài đã yếu lắm rồi. Và khi tôi đến, anh chị em biết, một người mà đã từng được Ngài dạy dỗ, rồi từng được Ngài chữa bệnh, mà bây giờ mình tới để mình trao mình thánh Chúa cho Ngài. Và Ngài nhìn tôi với khuôn mặt vẫn với nụ cười rất là hào sảng. Như nhiều người bạn bè của tôi thường nói, Ngài có nụ cười rất hào sảng. Và Ngài nói: ai rồi cũng phải tới lúc này thôi con. Mình phải luôn luôn sẵn sàng để đi theo Chúa và tự do. Và cái sự ra đi của Ngài lại nhắc với anh em linh mục chúng tôi học theo Ngài và theo gương của Thánh Vinh Sơn Phaolô, là mình đi theo Chúa, mình phải tự do, mình mới yêu thương người khác được. Và tình yêu nó phải xuất phát từ sự tự do. Chúa yêu chúng ta một cách tự do, và vì thế Chúa không bị lệ thuộc bất cứ điều gì để đến với chúng ta. Ngay cả tội của mình không đủ để ngăn cản Chúa đến với chúng ta. Giáo hội cần những người mục tử như Thánh Vinh Sơn dạy đó, nhìn thấy Chúa nơi người nghèo. Và vì thấy Chúa nơi người nghèo nên mình tự do đến với họ. Mình đến với họ không phải vì nhu cầu của mình nữa. Và đẹp thay nếu cuộc sống của chúng ta với nhau, trong gia đình, với người thân, với bạn bè, chúng ta đến với nhau vô vị lợi, đến với nhau vì sự tự do đó, không mang theo bao bì để đựng bất cứ gì, không mang theo gậy gọc để phòng vệ, và không đòi cái gì hơn cho mình hết ngoài việc mình nhận ra Chúa hiện diện nơi nhau, trong vết thương, trong đau khổ, trong sự nghèo hèn của nhau, để yêu thương nhau một cách trọn vẹn. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Vinh Sơn giúp chúng ta sống trọn vẹn tình yêu nhưng không của Chúa. Amen.